Tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có buổi tiếp đoàn Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN do ông Alexander Feldman, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN tiếp tục hợp tác chặt chẽ và là cầu nối quan trọng trong kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai chính phủ. Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông Alexander Feldman đánh giá cao Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.